chào Lucy, chào mừng Lucy đến với thế giới Cartoon Network, thế giới của phim hoạt hình. À, Cartoon Network là một chương trình dành cho thiếu nhi trên đài truyền hình của Mỹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là công viên của Cartoon Network. Lucy vô tham quan đi. Wow, nhiều thứ quá vậy. Ở giữa là đảo chính, sẽ có một số trò chơi ở đây nè. Rồi xung quanh có đến 5 hòn đảo nữa. Lucy muốn qua hòn đảo nào cũng được hết. Ở mỗi hòn đảo đó là của một nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình của Cartoon Network đó. Wow, đã quá vậy. Trời ơi, được chơi trò chơi này nữa hả? Sao Lucy thấy sao? Để Lucy cảm nhận nha. Ây, thích thiệt mà chóng mặt quá à, bạn Gumball ơi. Mình ngưng lại được không? Lucy lớn rồi, không có chơi cái trò xoay xoay này nữa đâu. Chóng mặt quá. Ok, vậy thôi đi xuống. Đó, quay được nhiêu nên được tặng 30 đồng Cartoon Network kìa. À, 30 đồng CN đấy hả? Ủa, đồng này để làm gì vậy? Đồng này để mình mua một số vật dụng trong trò chơi này nè. À, hiểu rồi. Ý còn cái XD này nữa nè. À, đó là điểm kinh nghiệm á. Mình có thể đổi điểm kinh nghiệm để lấy thành đồng tiền CN luôn. Rồi, Lucy hiểu rồi. Hello, chào chị Lucy. Chào em. Trời ơi, hôm nay em làm hai lỗ tai em giống như người ngoài hành tinh quá vậy. Dạ, cảm ơn chị. Đâu, bây giờ mình vô shop thử nha. Wow, trong này nó bán nè. Để coi, bán sợi dây chuyền, bán ly nước nữa. Đâu, để mình mua ly nước thử nha. Wow, ly nước dễ thương quá vậy. 10 đồng. Ok luôn. Ôi, ly nước đẹp quá à. Các bạn nhìn nè, dễ thương ghê không? Đây, mình tiếp tục. Rồi, xong chưa Lucy? Mình tiếp tục tham quan đi. Ok bạn Gumball, bây giờ mình đi đâu nữa? Đây, những cái chỗ này nè, là khu trung tâm. Bạn muốn chơi trò gì cũng được hết á. Đó, có những trò chơi cảm giác mạnh kìa. Ồ, hè này mà đi tới đây thì vui biết mấy ha. Mấy bạn, hè mình chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh này là bao đã luôn á. Ý, ngoài kia có những hòn đảo kìa. Đúng rồi. Để có chỗ ở hòn đảo trung tâm này. Mình đi tới gần nó sẽ phóng mình để bay qua cái hòn đảo kia. Đâu? Đó, có chỗ mà có cái nó thổi gió mạnh lên kìa, thấy không? À, Lucy thấy rồi. Mình tới đó là nó hất mình lên để đi qua những cái đảo bên kia hả? Đúng rồi. Ok. Ui, mình được lên level luôn. Đây, Lucy ơi, nhìn nè. Chỗ này nè, là cái chỗ để mình đi qua những hòn đảo khác á. Ví dụ như chỗ này thì sẽ qua đảo của Gumball nè. À, hòn đảo thế giới của bạn đúng không? Mấy bạn ơi, mấy bạn có hay coi phim hoạt hình của Cartoon Network không vậy? Mấy bạn hay coi, mấy bạn sẽ biết những nhân vật này. Còn Lucy hả? Lucy lớn rồi, Lucy không có coi mấy cái này nên Lucy không biết từng nhân vật này là ai hết trơn á. Nhưng mà những nhân vật trong đây là đều nổi tiếng không á nha. Nếu bạn nào biết bạn Gumball này là nhân vật gì, tính cách như thế nào thì nhớ viết bình luận cho Lucy biết với nha nè. Wow, trên đây là cái gì vậy? Có một đồng tiền. Ui, có cái dòng xoay của Ben 10 kìa. À, mình chơi cái này được không vậy bạn Gumball? Được chứ. Tất cả các trò chơi đây đều miễn phí, bạn cứ lên chơi đi. Lên. Wow, mình đang đi vòng quay của Ben 10 nè. Ý, coi chừng. Bên đây là con robot, nó cũng là trò chơi kìa. Ôi, ai ngồi lên cánh tay cậu không quơ lên quơ xuống chắc xỉu luôn quá. Trò chơi gì cảm giác mạnh dữ vậy ta. Wow, nó đưa mình lên trên cao luôn, mình thấy được các đảo rồi kìa. Ok. Rồi, mình sẽ đi vô một cái đảo thử nha mấy bạn. Đó, cái đường đi vô đảo nè. Ten Titan Go. Đảo Ten Titan Go. Các bạn có biết phim hoạt hình Ten Titan Go không vậy? Wow, ở đây gió thổi mạnh quá à, nó rú lên luôn kìa. Chào Lucy, Lucy hãy vào đảo Ten Titan Go đi. Ở đó sẽ có rất là nhiều điều thú vị đó. Ok, đi luôn. Wow, nó đưa mình lên đây rồi. Hello, xin chào. Bây giờ đi theo Robin nha. Robin sẽ dẫn Lucy đi một vòng ở cái đảo này. Ok. Rồi, để xem thử trên đảo này có gì nha. Nhân vật Robin này mấy bạn có biết không? Lucy cũng thua luôn. Lucy không có coi phim hoạt hình của Cartoon Network. Nhưng mà chắc chắn những nhân vật này rất là nổi tiếng nè. Nổi tiếng lắm nên người ta mới làm ra game nè chứ. Đi qua đây nè Lucy ơi. Ok. Wow, trong thành phố này giàu quá vậy. Có đủ thứ nè. Đi, có chiếc xe. Mượn xe chạy đỡ. Ây da, trời ơi, khó điều khiển quá vậy. Ây da. Đụng tùm lum tà lá vậy. Ây da. Đây, Lucy ơi, hãy khám phá đi nha. Wow,
Teen Titan Go nè. Ui, ông này nhìn mặt chắc là ác lắm đây. Kệ, vô luôn. Master of Game. Ghê dạ, chuẩn bị vô một cái game gì ghê dạ. Ui, chuyện gì đang xảy ra? Level 1. Cái gì dạ, gì dạ? À, những miếng gạch này nó sẽ bung lên. À, trời ơi. Rồi. À, nó chưa kịp bung lên là mình đã bị đụng vô nó. Miếng gạch nó biến thành màu đen là mình đã bị tẳng rồi. Nó chưa cần bung lên nữa đó. Ý, nhảy nhảy. Thôi, biết rồi. Thì ra trong mỗi cái đảo của những nhân vật nổi tiếng này đều có những cái game. Ê, 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 trời ơi. Mém nửa bàn tay nó đẩy mình lên rồi mấy bạn ơi. Ây da, 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 da. Yeah. Trời ơi, cái gì vậy? Sao mấy người kia đi nhanh quá vậy? Có 15 giây à. Có dùng cái chiếc gì không vậy? Lucy chạy cũng nhanh lắm à. Rồi, tiếp tục. Mình được level 2 rồi. Bên này là cái gì đây? À, những bàn tay và những cái bánh xe. Ui dạ, dạ, dạ. Ây, 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 ây. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. No, 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 no. Chạy, chạy. Ây, dạ, dạ. À, trời ơi, vẫn chưa được xếp hạng trong bảng này luôn. Mình phải cố gắng hơn. Wow, những cái phòng quay kia. Trời ơi, ây, dạ, dạ, dạ. Sao mỗi lúc mỗi khó vậy? Rồi rồi, cái đường dích chắc rồi mấy bạn ơi. À, đường dích chắc này á là nó khó. Nhưng mà cái đường này hơi bự cho nên cũng đỡ. Chứ mấy trò khác là khỏi đi luôn mấy bạn. Ây dạ, lắc 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 lắc. Xoay qua nè. Rồi, nhảy. Ok luôn. Rồi rồi rồi. Wow, những cái đường dích chắc nè. Ây dạ, dạ, dạ. Trời ơi, dưới là lava đó nha. Ý, sắp tới đất rồi. Đừng có nói là bị gì nha. Chạy. Yes. Mình đã được lên level 4 rồi mấy bạn ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Nè, 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 nè. Ô, trời. Cái nền của nó biến thành màu đen rồi kìa. Chưa kể những bàn tay nữa. Trời. Ây da, da, da. À. Rồi, 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 rồi. Lên được vòng xoay rồi. Vòng xoay này khó chạy lắm nha mấy bạn. Mình mà chạy chậm là nó hất mình xuống liền luôn á. Yeah. Vượt level 4. Mỗi level á, mình sẽ được tăng cái điểm kinh nghiệm và được thưởng tiền CN nữa. Chạy thôi, chạy thôi. Ây da, da, da. Mình đang ở với level 5. À, trời ơi, ngay mặt luôn. À, ê, trong mặt quá. Làm lại, làm lại. Trời ơi, mình chưa kịp gì luôn á nha mấy bạn. Ôi, 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 nè, 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 nè. Đừng có nói cái bàn tay nó đụng ngay mặt mình luôn nha. Ý, 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 nó đen thui kìa. Ây da, ây da. Yeah. Quá rồi, quá rồi. Ê, level 6. Mấy bạn thấy ghê không? Cái bàn tay kìa. Đấm lên một cái là tẳng liền. Wow, bên đây còn ghê hơn nữa nha. Kìa, có những cái đường gì chạy qua chạy lại kìa. Không phải là cây cầu không nữa, mà là những cái cắt ngang qua luôn. Nè, 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 coi chừng, coi chừng. Ây da, khó nhìn lắm luôn á. Chạy. Ôi, lại thêm có bánh xe nữa chứ. Yeah, mình chạy nhanh quá, bánh xe nó chưa kịp chạy qua luôn. Tuyệt vời. Lên level 7. Mình lên càng lên level nữa nó càng khó. Cố lên, tiếp tục, tiếp tục. Ok luôn, ok luôn. Ý da. Hay quá. Này. Rồi, 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 rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Cái này vừa phải song sóc mà vừa phải nhanh thời gian nữa chứ. Ai, cái ông hồi nãy á, mấy bạn có nhớ ổng là nhân vật nào không vậy? Nói Lucy biết với chứ. À, trời ơi. Lọt xuống lava rồi. Ai, làm lại, làm lại. Lucy đang nói chuyện với mấy bạn mà Lucy bị lọt rồi. Cái ông hồi nãy á, là cái trán ổng cao thì cao mà đầu tóc ổng dựng đứng lên á. Không biết ông đó là ai ha. Rồi, level 8, chạy. Ui da. Cẩn thận, cẩn thận. Trời ơi, càng lúc càng khó rồi mấy bạn ơi. Ý, cái này nó cắt một cái là trúng ngay mặt luôn nè. Nè, 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 nè. Dạ, à, đừng nha. Ok luôn. Ôi, cái này mà nhảy không kịp là tẳng liền. Đó, cái máy cưa nó cưa qua nữa rồi kìa. Ừa. Đừng nha, đừng nha. À, trời ơi, ngay người luôn.
khó quá mấy bạn ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên nào, cố lên nào. Trời ơi. Này, qua được rồi. À, bây giờ còn những cái trái banh nữa. Chạy. Yeah. À, mệt quá, mệt quá. Đây, mình tham quan mấy nhiêu để cho mấy bạn biết cái Dream Titango rồi. À, mình tiếp tục khám phá những chỗ khác nữa nha. Chứ đâu có nhiều thời gian đâu. Chơi hết 20 màn đó chắc 1 tiếng luôn á. Sợ mấy bạn không có thời gian. Kìa, cái đảo bên kia là của Ben 10 kìa. Rồi, bây giờ mình có nhiều tiền rồi, vô mình mua cái khác nữa nha. Rồi mua con cá nè. Rồi mua cái mũ nữa. Mấy bạn thấy Lucy đội cái mũ này dễ thương không? Nhìn nhìn lạ quá ha. Nó đổi cái tóc của Lucy rồi. Ê, trong này có trò chơi gì vậy? À, giống như trò chơi xếp giặt hả ta? Viên kẹo, miếng cam, sữa. À, cứ hai cái mà giống nhau thì nó sẽ biến thành cái khác. Hiểu luôn, hiểu luôn. Rồi, cho tăng tốc độ lên nha. Để coi thử mình chơi được bao lâu. À, nó cứ hai cái giống nhau nó sẽ tự biến thành cái khác. Rồi khi nào mà đầy cái hộp này là kết thúc. Để coi mình được bao nhiêu điểm nè. Nó tính điểm cho mình rồi đó. Mình được 392 điểm rồi. Ồ, có viên kẹo nè, có cái bánh, có hộp sữa. Hộp táo hả? Wow, ok luôn. Cố lên, cố lên. Hồi tiêu rồi, gần đầy rồi mấy bạn ơi. Yeah, nó đổi được một số món rồi. Khi nó bẻ ra, nó đổi thành một số món, cũng hên ghê. Wow, có hộp Biffer nữa kìa. Tự động nó biến thành cái hộp bự dữ vậy. Nó biến thành hộp bự, cái nó nâng lên, nó làm cho cái hộp đang nhanh đầy hơn. Rồi rồi, có viên kẹo dướng vô rồi. Game over. Mình được 796 điểm. Yeah. Chơi nhiều được rồi, đi tiếp thôi. Hello, chào Lucy, muốn đạp xe đạp tham quan rừng không? Ok luôn, đã đi khám phá cho mấy bạn fan của Lucy biết mà. Thì cái chỗ nào mình cũng đi hết. Trời 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 trời. Ê ê ê. Đạp xe đạp khám phá địa hình gì mà cái xe này khó chạy quá vậy. Còn cái đường gì nó bị ổ gà bị trơn vậy mấy bạn. Dạ dạ, nó đủ thứ hình dáng hết vậy. Mấy bạn có từng đạp xe dưới quê không? Ở chỗ mấy cái đường đất á, không phải đường nhựa nha, mà khi trời mưa đầm lầy á, nó sẽ bị như vậy nè. Lên à, ok ok luôn. Tiếp tục tiếp tục. Ui 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 ui. Yeah, về đất rồi. Ý, chỗ này là cái máy gì vậy ta? Ồ, ở đây còn có xích đu nữa hả? Ôi, xích đu này chán quá vậy. Nó không chuyển động. Ý, ở trên đây còn có cái nhà trên cây nữa nè mấy bạn ơi. Ôi, Lucy cực kỳ thích làm nhà trên cây luôn nha. Giống như mình làm một căn cứ bí mật riêng cho mình vậy đó. Mà nhà Lucy không có cái cây to. Tiếc quá à. Khi nào á, nhà Lucy có một cái cây to, Lucy sẽ làm một cái nhà gỗ trên cây như thế này. Để trở thành một căn cứ bí mật riêng của mình. Ở đây điểm kinh nghiệm nhiều quá. Hello, chào Lucy. Chị Lucy, em mới mua cái bình này đẹp không? Chị thích không em tặng? À, chị có mua rồi, cảm ơn em nha. U, bên kia là lava nữa kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trong này mà cũng có lava nữa hả? Vô luôn. Cứu tôi với, lava, lava xuất hiện, cứu, cứu. Cái gì vậy? Mới vô thôi mà làm gì ghê vậy? Mọi người, chuẩn bị vào. Ý, có người vô rồi kìa. Ủa, này là cát thôi mà, đâu phải lava đâu. Đây là công viên thôi. Định hù người hả ta? Mấy trò chơi này là mấy trò chơi của em bé mà. Con ngựa nhúng nè, xích lu nè, bập bên nè. Cầu tuột nữa nè. Tuột thôi. Ủa, mình làm gì thấy lava đâu ta? Hả? Trời, mới đó mà lava xuất hiện. Tất cả các đồ chơi nãy giờ mình chơi nó đều ngã rồi kìa mấy bạn ơi. Chạy chạy thôi chị Lucy ơi, lava đang dâng lên kìa. Dạ dạ dạ. Trời ơi, cái vụ gì vậy, vụ gì vậy? Mình mới vừa chơi mấy cái trò này xong luôn á. Lava xuất hiện lẹ quá. Dạ dạ dạ, nóng quá nóng quá. Chạy. Thì chuyện gì vậy? Ôi, mọi thứ đều đổ sập xuống luôn kìa. Mà cũng đúng mấy bạn ơi, lava mà xuất hiện nó xuất hiện lẹ lắm. À chị ơi, té rồi. Rồi xong, bạn kia bị lọt xuống lava rồi. Em ơi, cố lên.
Đi lên đây với chị nè, ở đây có một cành cây. Dạ, em lên liền. Cố lên, cố lên. Trời ơi, không ngờ cái công viên mình mới vừa chạy nhảy xong bây giờ lava xuất hiện tay hết. Wow, trời ơi trời. Mọi thứ bị bẻ hết rồi. Không thể tưởng tượng nổi luôn. Ý, cái con ngựa nãy mình mới bập bên nè. Trời ơi, nguyên con đường này toàn lava không à. Ý, cái gì vậy, giống như cái khiên quá ha. Nó bảo vệ Lucy kìa. Vậy là khi nhặt được cái đó là nó sẽ bảo vệ Lucy không có bị nóng. Mà chỉ trong vài giây à. Vài giây thì cũng đâu có giúp được gì. Ông, nếu mà lúc đó mà mình lọt xuống lava thì có thể mình được cứu ha. Nhưng mà phải leo lên liền, nếu leo không kịp là bị tẳng. Tại vì nó chỉ có vài giây thôi. Kìa kìa nó nè. Bảo vệ, biến thành khiên. Ồ ghê chưa. Nhảy nhảy đừng lọt nha. Đó, nó chỉ có vài giây à. Cỡ một lần nhảy bắt cua của mình thôi à. Trời ơi trời ơi trời. Nó nóng quá, nhìn Lucy kìa. Hết thấy luôn rồi, tỏa sáng luôn kìa. Lucy sáng chói luôn mấy bạn thấy không. Ui 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 ui. Ok luôn, nhảy. Trời ơi. Ê, gần hết chỗ lava rồi kìa. Nhảy. Wow, yes. Tuyệt vời. Yeah. Trời ơi, mình đã ra được khỏi lava rồi. Em cũng ra được rồi này chị Lucy ơi. Yeah yeah yeah. Thôi, mình chơi trò khác thôi. À, trò đi xe nè hả. Nãy mình đi rồi, để mình chơi trò khác. Wow, vậy là trên một cái đảo này sẽ có rất là nhiều trò chơi luôn. Mà ở game này có rất là nhiều đảo nữa. Hay quá. Đâu để coi thử. Đi ra đây thôi. Đi qua đảo khác. Ý, phía trước của cái hòn đảo này lại là một dòng sông lười. À, được á, được á. Ok, ok luôn. Mình sẽ xuống chơi thử. Wow, mát quá, mát quá. Trời đang nóng nực mà nhảy xuống này thì tuyệt vời. Ồ, một dòng sông lười nè mấy bạn. Bơi sơ sơ thôi mà nó đã đưa mình đi khắp mọi nơi luôn. Hay thật là mát mẻ. Ủa, cái máy này là máy gì ta? Máy đổi kinh nghiệm thành đồng tiền xiên. Ồ, mình đổi những cái XP của mình á để nó biến thành tiền kìa. Ok, ok luôn. Rồi, vậy là mình đã khám phá hết cái hòn đảo Tintitango rồi. Bây giờ Lucy sẽ đi xuống hòn đảo trung tâm để đi qua những hòn đảo khác và khám phá nha mấy bạn. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.